xin ba Hồng ơi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi. Cho con này vào trước đi, xong rồi mình bắt thêm hai con này. Thôi không muốn nữa. Ui, vừa tí kìa. Yashikai là team gì vậy à? Team đánh cờ anh em. Con này cũng sắp bị nớp rồi này. Mà con này mình không... mình đánh con này không hay. Không muốn rồi. Đừng đừng mà. Kiểu này đánh trận ba nhà đánh cũng mua. Mình lấy cái ôi rồi ôi hai cái cọc. Nước mắt này dấu hiệu đánh đấy. Phải lấy đấy. Nếu mà đánh Vega là phải lấy đấy. Nhưng mà ví dụ mà hai cái cọc ở nhà kia bắn trắng thì là mình thua đúng không? Khốn lắm. À IBF 5 mà. À, tôi học rồi. Nhưng mà được. Được, nhà này lắp cái kiếm em ơi. Mày thế thua một xe. Mày mình trang cứ tưởng nhà này bán hết cơ nhưng mà vấn đề lại con cắt. mày quá à. Đi đây đấy. Đây Vega ba đồ ở đây. Còn cái BF này lắp cái gì? Thử mới lắp đồ nhé. Chơi tốt chưa lắp. Ừ, ném xịt con này ngố thế. Phải chép lẩu rồi nhá. Xem loại 2 là cái gì vậy đó. Nếu mà vé kim cương tốt về gà lên. Còn thật tích cực. Donnie thì được. Donnie lên cấp đánh Flash. Mình đang có 4 cái găng anh em ơi. Được đấy. Thêm cái quỷ thư nữa là mình... ok rồi, có tanh có đam à. Cứ từ từ mới lắp nha. Chỉ cần đem một hai chép thôi nhá. Nhà IB yếu rồi đấy. Cơn sau là lắp đồ thoải mái đấy. Ui đẹp chưa? Lắp sớm mình thắng đấy. Lắp sẵn đồ Kama cả lớp đi không ai chơi chung nhưng vô không ra con nào thì phải làm sao à? Thì chết thôi chứ làm sao anh nữa. Giờ làm gì có con nào cầm đồ hộ được không? Rồi Pio được không? Lấy Pio là lắp điều đó được nha. Được đấy. Lắp ở đép và chép. Đây. Nhà này gọi lên. Lúc nào cũng kẹp ngộ không và đánh chủ thắng thì cho lết đánh bằng máu. Trận nào cũng như trận nào.
đầu game là gọi là đánh có đồ gì lắp hết, lấy loại đánh kiểu khác, xong rồi late game giữa game là kiếm con hộ không cầm đồ tanh, late game là kẹp bảo hộ vào flex. Đây là đồ xem tí là tiêu thắng cũng được, thắng cũng được nha, thắng nhiều máu. Nói chung là tanh cứ phải na sớt, cứ phải là na sớt đấy. Như cô này nếu mà chơi Kali thì có hỏa, chơi con này luôn bảo hộ rồi. Đồ đồ tanh thế. Chơi con này nữa. Zone hơi đen đấy. Dân đêm đồ giống nhau à? Xoay à, không thích lắm đâu. Mình lấy cái này đi, black đi. Ôi. Tạm tạm như này đi. Rồi 10 tiền. Đẹp. Nhà này xin ra 2 à. Chưa ăn thua lắm. Bây giờ na sớt này tanh cứng á, chịu được mấy bài xin ra hai đấy. Móc thì giờ gặp nhà nào không móc phải ăn trộm là đẹp nhất. Bùa đỏ là sao? Bùa đỏ ăn Kama này ok mà. Nhà này chưa mạnh lắm. Ui, cảm ơn Thu Hằng nhiều nhá. Ui giời, Atta Phật sống rồi. Late thì update thì thay con này bằng Camille. Trang kẹp thêm con Vex. Đồ hơi ấy nhỉ. Đổ tanh không ra tanh, đam không ra đam. Thôi làm cái diệt đi. Thôi lên cấp luôn. Lấy luôn này. Lên cấp luôn này anh em. Vội đấy.
liên cấp vẫn thua này, kích thêm một hệ mạnh hơn bao nhiêu. Không lên thì nhiều khi là cứ gặp chim ra tươi máu đấy, mấy lần rồi đấy, mấy lần là bị cái kiểu cứ gặp chim ra cái tên này xong rồi tươi máu. Ui cái này mạnh này, cái này siêu mạnh nhá. Nhà này à, nhìn cũng bình thường đấy, khả năng là đi rồi. Nhà này đam còn một sao, khả năng là liệu mà. Nguyên nhà luôn đấy. À này ăn trộm được con Galio phế thế. Đây rồi. Full bài. Cảm giác như là đang đánh kiểu như mình đang thách đấu vào lobby danh vàng đi. Video kìa. Vào đánh giải mà kiểu như thấy vào thấy tên lobby toàn Lê Thuyên thế này thì hỏng đấy. Sợ không dám đánh đấy. Làm tí tanh đi. Ồ, cho cái quyền năng vào đây luôn. Nhà. Giao điện à? Ừ. Ờ đúng. Thấy cái nói chat đây. Ở cái nói chat từ bốc đồ quyền đấy. Thật sự là cái ba đấy là thấy cái nói chat đấy. Phải không rồi, sinh ra hai mạnh thế. Sinh ra hai mạnh thế rồi ơi. Ui, tí thua. Nhận một ấn tạm thời à. Bỏ ma thuật ra này. Bắt được con Sina này không đây? Có cái quyền năng là phải cho nó lên hàng đầu nó tích số đấy. Không đổ giao điện luôn anh. Ông này giờ mới xem. Nhầm đấy. Quên đấy, quên là mình đang thiếu cái giao điện đấy. Đây rồi, nó chết đấy. Nó chết giờ có ngon không? Để tôi lấy đi. Giờ ăn làm gì đâu. Bắt được con tam kiến này. Lên luôn. Lên luôn, lên luôn. Bài đứng thiếu mỗi con chó thôi. Không có nhà nào có chó mình chích. Giờ chích được con Nasus là đây này, con ngựa không này rất. Nếu mà xếp con ngộ không này một mình thì rất sợ con Fio nhá. Fio nó đâm phát nữa là nó lọt xuống đấy. Đấy. Đấy Fio nhà ngộ không mà cứ xếp một mình thì con Tio nó cứ xuống hàng sau nó chìm. Ừ để tên sau đi. Cái cung mình để lại nha. Cái này lấy để tên sau nhé. Cái này ngon này. Cái meta này cũng cứ càng kẹp được nhiều unit vào thì càng mạnh nhé.
bắt những cái bốc đồ. Gặp càng nhiều gì á? Gặp nhiều tướng á. Gặp nhiều tướng những cái con như này nó trưởng vào mất thời gian này. Xin ba hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cho con này vào trước đi, xong rồi mình bắt thêm hai con này. Cho con uống rồi á. Ui, thua tí kìa. Ô, không thắng được thì thôi đấy. Ô, mình không có tiền mua. Yêu mình làm việc đi. Làm việc đi. Ok, win rồi. Số 1. Ra con rồng này không thắng được thì thôi đấy.